Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng xa gần. Hôm nay bên em giới thiệu tới quý anh chị một dòng sản phẩm micro không dây. Đó là một dòng sản phẩm micro JBL thương hiệu đến từ Mỹ, JBL VM200. Đây là dòng micro thương hiệu của Mỹ nha anh chị nha. Đây là một dòng micro JBL VM200. Hôm nay em sẽ quay cận cảnh và giới thiệu đến quý anh chị một dòng micro điện tử không dây, để cho quý anh chị khi có nhu cầu, anh chị vui lòng hotline 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị em ở xa thì bên em sẽ ship để anh chị nhận hàng nha. Khi anh chị có nhu cầu thì không ngại xa hoặc gần, chỉ cần anh chị có nhu cầu thì bên em sẽ ship đi cho quý anh chị ở khắp toàn tỉnh thành xa gần. Mỗi dòng sản phẩm micro không dây của anh chị sẽ bao gồm một hộp micro như trong video quay, kèm theo đó là hai tay micro, kèm theo đó là một đầu thu phát sóng. Tiếp theo sẽ có một sợi dây rắc để chúng ta kết nối từ micro, từ đầu thu qua mixer hoặc âm ly. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có hai con lăng để gắn vào micro để chống micro lăn qua lăn lại nha anh chị nha. Tiếp theo có hai viên pin hãng kèm theo một adapter nguồn như thế này, kèm theo đó là một catalog hướng dẫn sử dụng dòng micro JBL VM200. Đây là dòng micro JBL VM200 chính hãng, được công ty 3 sao phân phối và cung cấp tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Khi anh chị mua những sản phẩm như thế này thì yên tâm nha anh chị nha, vì có công ty và nhà phân phối cung cấp đầy đủ cho nên là sẽ là chính hãng. Đây là đầu thu phát sóng của dòng JBL, làm rất là nhỏ gọn và đẹp nha anh chị nha. Tay cầm rất là chắc chắn và nặng. Tay cầm được làm bằng nhôm đúc nguyên khối, được sơn với lại một màu đen, đây gọi là màu đen lông chuột, đen nhám, cầm rất là thích tay, vì là đồ hãng cho nên là cầm rất là sướng tay, tay micro rất là nặng. Micro được thiết kế rất là đẹp nha anh chị. Từ đầu thu phát sóng cho tới dòng tay micro, hãng JBL thương hiệu của Mỹ thiết kế tay micro và đầu phát sóng rất là đẹp, đơn điệu nhưng nhìn rất là bắt mắt, thẩm mỹ từng chi tiết, từng đường nét phải nói là châu chuốt, rất là kỹ càng khi cho ra một sản phẩm như thế này. Ngoài những dòng micro JBL như thế này thì bên em còn có những dòng micro khác cũng vừa tầm và vừa chi phí để anh chị chúng ta cùng sở hữu, tùy theo nhu cầu luôn nha anh chị nha. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu sử dụng cao cấp thì chúng ta sử dụng dòng JBL VM200, JBL VM300 chẳng hạn, hoặc là bên em có những dòng micro Shure. Bên em sẽ cập nhật những dòng micro bên em hiện có cho anh chị cùng xem. Trong video này anh chị chúng ta cùng tham khảo qua dòng micro JBL VM200 như thế này. Mọi nhu cầu anh chị cứ hotline 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là tem mác của nhà phân phối và nhà cung cấp nhập khẩu chính hãng, sản phẩm JBL Mỹ. Bên em có rất là nhiều các dòng micro nè, vừa chi phí nè. Nói chung là khoảng tầm 3,5 triệu là anh chị có thể sở hữu được một bộ micro điện tử đến từ thương hiệu của Mỹ luôn nha anh chị nha. Còn như trong video đây, cặp micro đây tuy rằng hơi đắt, nhưng anh chị nào chúng ta đã sở hữu được rồi thì chúng ta mới biết được cái chất âm của nó. Đâu đó rơi vào khoảng tầm 8 củ quay đầu nha anh chị.
khi anh chị nào có nhu cầu sử dụng những dòng micro cao cấp và xịn như thế này, inbox cho bên em. Bên em sẽ tư vấn cho mình những dòng micro vừa chi phí hoặc là cao cấp hơn. Bên em đều có đầy đủ hết những dòng micro cao cấp. Thì ngoài ra micro thì bên em còn có cung cấp đầy đủ các mặt hàng nhạc cụ nè, đàn guitar, trống gõ bo. Chúng ta thường hay gọi là trống gõ bo. Đúng của nó thì chúng ta sẽ gọi là tambourine. Gọi cho quen miệng thì trống gõ bo anh chị nha. Rồi, loa đài âm thanh bên em đều có cung cấp đầy đủ hết. Các dòng mà sản phẩm loa cột chúng ta dùng để karaoke nè. Anh chị nào có nhu cầu cao thì sở hữu những dòng loa cột để chúng ta karaoke như thế này. Guitar bass, guitar solo, guitar thùng có đầy đủ, và trống điện tử thì bên em cũng có để phục vụ cho anh chị đây. Rất là nhiều sản phẩm và mặt hàng. Kèm theo đó thì bên em cũng có mở lớp dạy nhạc, cho nên là khi anh chị nào chúng ta học, chúng ta có nhu cầu học trống thì inbox cho anh em luôn. Anh em có dòng loa chuyên nghe nhạc và loa karaoke di động, loa karaoke hát trên xe hơi. Tiếp theo là trống ca dong. Nói chung là sản phẩm rất là nhiều, từ trống ra cho tới trống điện tử, tầm chi phí nào cũng có. Đàn Yamaha SX900. Từ dòng đàn Yamaha cao cấp, biểu diễn chuyên nghiệp và những dòng đàn vừa chi phí để anh chị chúng ta cùng tập học tại nhà. Đây, bên em có rất là nhiều trống để trống Roland. Từ new cho tới like new, qua sử dụng cho tới new. Bên em đều có đầy đủ để cung cấp luôn nha anh chị nha. Anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua trống cho con em học, hoặc là chúng ta học. Đàn piano, trống ra, organ, Yamaha SX900, Roland EX20A, Yamaha 473, Yamaha 373. Anh chị nhu cầu chi phí và mức sử dụng như thế nào cứ hotline cho bên em, để bên em được tư vấn cho quý anh chị xa gần. Đây là những sản phẩm mà bên em đều có sẵn, như trong video anh chị cũng đã xem. Bên em cung cấp đầy đủ mặt hàng về nhạc cụ, từ nhạc cụ cho tới âm thanh. Anh chị xa gần có yêu thương shop em thì chúng ta hotline để mua hàng nha. Cảm ơn anh chị đã dành chút ít thời gian để xem clip. Chúc tất cả của anh chị có những buổi xem clip thật là vui vẻ và hạnh phúc. Mọi nhu cầu, mọi thắc mắc anh chị vui lòng hotline 0386 282 707, địa chỉ của shop Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video review lần tới. Chúc tất cả của anh chị có những buổi xem clip thật vui vẻ và hạnh phúc.